Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện Ưng tác như thị quán Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 74 Người giảng Lão Pháp Sư Tình Không vậy thì vi trần từ đâu mà ra vậy tướng tông nói với chúng ta tâm pháp cùng sắc pháp đồng nguyên trong duy thức nói bốn phần tự chứng phần là bản thể chính là chân như bổn tánh bởi vì một niệm bất giác thì mê rồi mê rồi cái tướng thứ nhất liền xuất hiện kiến tướng chính là kiến phần kiến phần chính là căn nguyên của tâm pháp chúng ta gọi là sắc pháp cùng tâm pháp cội nguồn của tâm pháp thì gọi là vọng tâm cái vọng tâm này chính là kiến phần từ trong kiến phần liền biến ra một tướng phần cho nên cái sắc tướng này là từ trong kiến phần biến hiện ra bản thể của kiến phần cùng tướng phần đều là tự chứng phần cho nên trên kinh hoa nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí là có đạo lý Hữu tình là kiến phần biến, vô tình là tướng phần biến. Kiến tướng đồng một tự thể. Đồng một tự chứng phần. Cho nên nó là đồng nguyên. Do đó, chúng sanh tu hành thành Phật, không chỉ thấy hết, thấy tất cả hữu tình chúng sanh thành Phật rồi. Chúng sanh vô tình cũng thành Phật rồi Đây chính là Hoa Nghiêm đã nói Tình dữ vô tình đồng viên trụng trí Viên làm viên mãn Viên mãn tất cả trụng trí Tất cả chủng trí là cảnh giới trên như lai quả địa Cho nên chỗ này nói vi trần Là chúng ta không cách gì tưởng tượng Vì thì những thứ này có thể thấy được đều là thuộc về giả danh, giả tướng. Phía trước chúng ta nói Sát na 900 lần sanh diệt Giả tướng nhân quả tiếp nối Vi trần cũng là giả tướng Kinh Lăng Nghiêm nói Nhữ quán địa tánh Thô vi đại địa Vi vi trần chí lân hư trần cái đoạn kinh văn này là trên kinh lan nghiêm là thế tôn ở trên hội lan nghiêm nói cùng tôn giả an an Vì thì từ vi trần đến lân hư trần vừa rồi mới nói qua lân hư trần cực kỳ vi tế không thể phân ra nữa Thử thị giáo tiểu thừa Nhân tích không quán giả Cách nói này của Thế Tôn đã nói với người tiểu thừa mà nói Người tiểu thừa Cách nói như vậy Nói cho họ nghe Họ dễ dàng hiểu được Vậy thì chúng ta ngày nay trên thế giới này Có rất nhiều nhà khoa học Đều dùng cái phương pháp này Đối với hiện tượng vật chất Mới chân thật Có thể quán sát ra được Dùng loại phương pháp này Đại thừa Nhân duy Tự tánh thể thượng Quán sát Đại thừa thông minh hơn tiểu thừa Không cần phải phân tách Phật chỉ cần Điểm nhẹ một chút Thì họ tường tận rồi liền thông đạt liền biết được ngay thể tức không không thể có được căn tánh đại thừa nhạy bén so hơn với tiểu thừa biết không luận tướng lớn tướng nhỏ vậy thì do đây có thể biết tướng lớn giống thế giới tam thiên đại thiên thế giới tướng nhỏ giống như vi trần đều là duyên sanh huyễn có ngay thể tức không đây mới là chân tướng sự thật thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp Đều không phải là chân thật Vì này cái gì phải nên biết Bạn phải chân thật khẳng định Tường tận rồi Đây đều là giả Đều không phải là thật Bạn liền khai ngộ rồi Nếu như ở ngay trong những huyễn tướng này Chắc chắn không còn phân biệt chấp trước nữa Vì thì bạn liền vào cảnh giới rồi Giàu chính là chứng ngộ Đó không phải là giải ngộ Là chứng ngộ Chứng ngộ Cái chân tướng sự thật bạn cảm thụ được bạn vào được chân tướng sự thật vào chân tướng sự thật chính là vào pháp giới nhất chân mà trên kinh hoa nghiêm nói chân tướng sự thật thì gọi là pháp giới nhất chân pháp giới nhất chân cũng gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nhì. Tại vì sao bất tư nhì vậy? Cái gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Từ đây vì sao sẽ không khởi tâm động niệm Trong tâm cái vọng niệm đó vĩnh viễn diệt mất Không còn vọng niệm nữa cũng không còn ngôn thuyết nữa dứt đường ngôn ngữ chúng ta đã đọc không ít kinh đại thừa chúng ta tường tận dứt đường ngôn ngữ không phải không có ngôn ngữ bật dấu tâm hành không phải không có tư tưởng cái thứ này rất kỳ lạ Việc mất nghĩ bạn Thì làm gì còn có nghĩ Còn có bạn Các gì nhất định phải tường tận Phật gì chúng ta nói Việc Là việc Tất cả phân biệt chấp trước Sự vẫn còn Nếu như lời nói chân thật không còn tư lự cũng không còn. Vì thì bạn dính vào tướng phi pháp, trên kinh Kim Cang nói bạn dính vào không rồi. Dính không vẫn là sai, vẫn là chưa thấy tánh. Có lẽ có người nói gì ta chứng được lý chân không, ta chứng được thể rồi. Không hề quả nhiên chứng được thể thể nhất định hiện tướng nhất định khởi dụng làm gì nói có thể không có dụng tuyệt đối không có cái đạo lý này không có cái sự thật này có thể nhất định có tướng nhất định khởi tác dụng nếu như bạn chứng nhập cái cảnh giới này vì không khởi hiện tướng không khởi tác dụng gì thì bạn phải nên biết bạn đi sai đường rồi chính là trên bộn kinh đã nói vì bạn vô trụ là bạn không trụ có không trụ có thì bạn lại trụ vào không rồi trụ vào không cái cảnh giới đó nếu không phải trời vô tưởng của tứ thiền thì chính là trời tứ không. Bạn chạy đi đến nơi đó rồi. Đi sai đường rồi. Cho nên các vị phải nên biết. Phật cùng đại Bồ Tát. Trên kinh thường nói: Pháp thân đại sĩ Pháp thân đại sĩ Đều là chứng nhập Pháp giới Giải thoát bất tư nghị Ở trong hoa nghiêm Viên giáo sơ trụ đã vào rồi Đi vào Pháp giới nhất chân Họ có hiện tướng hay không? Hiện tướng Có khởi tác dụng hay không? Khởi tác dụng Tuy hiện tướng Tuy khởi tác dụng cư sĩ giang chú dạy phía trước bụng kinh đã nói qua tâm của họ không hề có việc gì hiện mà không hiện không hiện mà hiện dụng mà không dụng không dụng mà dụng nói mà không nói không nói mà nói cái ý này phía trước cũng đã nói qua Nó rất sâu Rất không dễ hiểu Không dễ hiểu ở chỗ nào vậy Bởi vì phàm phu chúng ta luôn là chấp trước Nói Cùng không nói Là hai sự việc Nói cùng không nói Thì đến lúc nào Là một sự việc Thì bạn liền vào cảnh giới nói cùng không nói là hai sự việc mà chưa vào được cảnh giới một sự việc thì vào được cảnh giới vào pháp giới nhất chân vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bạn chúng ta ở ngay chỗ này đem cái bí mật này nói ra Vậy thì do đây có thể biết Phạm hễ một pháp mà phân làm hai bên Thì không có cách gì vào Thì không thể vào được Hai bên là đối đãi Người thế gian chúng ta nói Tương đối Tương đối vốn dĩ là không có Pháp giới vốn dĩ là nhất chân Tương đối từ chỗ nào mà sanh ra vậy? Từ trong vọng niệm mà sanh ra Cho nên Thế Tôn ở trong bổn kinh không ngừng dạy chúng ta phải lìa niệm Lìa niệm liền kế nhập nhất chân Cái ý này phía trước cũng nói được rất nhiều Phía sau vẫn phải nói Nói nhiều Không chướng ngại Nói nhiều lần có chỗ tốt vì sao vậy? Chúng ta chưa khế nhập Nghe qua nhiều Suy xét nhiều Thêm sâu ấn tượng Hy vọng đem cảnh giới này Hoán đổi lại Tông môn giáo hạ Nguyên tắc tu hành Dụng công là tác quán phía trước nói qua cái gọi là tác quán chính là đem quan niệm chuyển đổi trở lại mấy câu kinh văn này thì rất tốt như lai thuyết vi trần phi vi trần thì danh vi trần đoạn sai kinh văn nói như lai thuyết thế giới vì thế giới thì danh thế giới nếu như chúng ta gặp phải một số việc khó khăn gặp phải một số việc phiền não đem hai câu kinh văn này vừa đọc phiền não lập tức liền tiêu mất tâm địa liền hồi phục thanh tịnh còn có gì tốt để tranh luận còn có gì tốt để chấp trước Vi trần là giả Thế giới là giả Thì bạn còn có gì để tranh luận Thế giới đều là giả Thì bạn có gì là được mất Bạn có được là cái gì Bạn mất đi là cái gì Được mất liền không còn Ngày nay bạn đạt được tiền tài ức dạng Bạn cũng không quan hỷ Vì sao vậy vi trần chẳng phải vi trần là tên vi trần thế giới chẳng phải thế giới là tên thế giới bạn cho rằng là thật giả thôi mà ngày nay bạn bỏ đi mấy trăm vạn bạn cũng rất vui vẻ giả thôi không phải là thật tâm của bạn thật tự tại bạn mới thấy được cảnh giới chân thật Mới biết được Tất cả dạng pháp thế gian này Giả tướng, giả danh Phía trước còn có một tiểu chú Chúng ta đem nó đọc qua Bổ phi thật thể Cố viết phi Thế xuất thế gian bao gồm tất cả hiện tướng Đều không phải thật thể Vì này các vị phải ghi nhớ Cho nên Bạn không nên chấp trước Không phải thật thể Bất vô huyễn tướng Cố viết thị danh Tuy nhiên nó không có thật thể Thế nhưng nó sẽ hiện tướng Cái tướng đó chính là tướng tiếp đối tướng sát na, 900 lần sanh diệt nó sẽ hiện cái tướng này. Tuy hiện tướng. Đúng như trên Lăng Nghiêm đã nói, cái tướng này là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận là một cái tướng như vậy. Cho nên tướng là giả, tướng không phải là thật. Chúng ta xem thấy cái tướng này Dường như là chân thật Kỳ thật Đó là loại tướng tiếp đối tướng Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận Nó không phải là một tướng Nó là từng cái từng cái tướng tiếp nối nhau Giống như chúng ta xem điện ảnh vậy Trên màn bạc hiện ra tướng Tướng mà xem thấy được trên màn bạc Là tướng tiếp nối tướng Của phim gốc vì này chúng ta biết Chúng ta đến chỗ máy chiếu phim mà xem Thì ra cuộn phim gốc đang chiếu Đó là đang chuyển động Đầu ống kính của máy chiếu đó Không ngừng đang đóng mở Một lần mở là chiếu lên một tấm Lập tức đóng lại Lại mở ra chiếu tấm thứ hai Một giây 24 tấm Bằng xem một giây 24 tấm Chúng ta liền cho rằng là thật Liền không thấy nó là giả Vì thì bạn muốn thấy được chân tướng Cái phim gốc đó chính là chân tướng Phim gốc là chân tướng Mở phim gốc là từng tấm từng tấm riêng lẻ Không có đích thực Cái tấm đó chiếu lên chẳng phải là Ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận hay sao cái tấm thứ hai lại ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận mà. Phật nói hai câu nói này rất có dị đạo. Vì chúng ta hiện tiền những huyện tướng này. Cũng giống như phim ảnh vậy, không gì khác. Phim ảnh một giây chiếu ra 24 tấm phim gốc. Trước mắt chúng ta cái hiện tướng này, một giây là hai cái huyện tướng 18 dạng 8 ngàn lần cho nên bạn không biết được là giả, bạn cho rằng là thật, kỳ thật toàn là giả, liễu bất khả đắc. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Triệt để tường tận chân tướng rồi, ở thế gian này là tùy duyên qua ngày du hí thần thông tự tại vô ngại cũng không còn chướng ngại nữa rồi không có lo lắng không có vướng bận ngày tháng đó làm sao mà không dễ dàng qua chứ người thế gian cho rằng đó là đời sống của thần tiên ở trong phật pháp thần tiên còn trải qua không được đời sống này là đời sống của phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ Chúng ta học Phật chính là phải học cái này Học Phật chính là phải vào cái cảnh giới này Đây là Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Trụ chân thật huệ Huệ dĩ chân thật chi lợi chính là nói cái sự việc này đây mới là lợi ích chân thật trí huệ chân thật tướng vi tế không dính tướng rộng lớn cũng không dính tri vi trần phi vi trần tắt thế giới phi thế giới bất ngôn khả tri giả di trần mà còn không thể được Vậy có thế giới sao thế giới là tướng của vi trần tích lũy hiện ra bản thân vi trần thì không thể được bản thân là ngay đó sanh ra ngay đó diệt tận vậy làm gì có tướng thế giới có thể được chứ có thể thấy được cái tướng thế giới này chân thật giống như cảnh mộng vậy ở trên bổn kinh sau cùng phật nói với chúng ta vũ trụ nhân sanh tất cả pháp hữu vi này là mộng huyễn bào ảnh chúng ta nghe qua đây là thí dụ đó là thật chân thật là mộng huyễn bào ảnh không giả chút nào cho nên chắc chắn không thể chấp trước chấp trước thì sai chấp trước thì khổ não vô biên Khẩu não cũng là giả Cũng là ngay thể dây không Thế nhưng ngay thể dây không Bạn ở đó quan uổng tiếp nhận Thí dụ như bạn buổi tối nằm mộng Ác mộng tỉnh rồi Sợ toát mồ hôi lạnh Tâm vẫn còn sợ hãi Chất mộng đó là giả Chẳng phải là bạn oan uổng hay sao Vì tại vì sao lại sợ đến như vậy chứ không biết được mộng là giả khi nào mộng không nghĩ đến mộng là giả nếu như biết được mộng là giả vậy thì bạn liền rất khẳng cái mộng thấy một con hổ muốn ăn bạn ta xả thân nuôi hổ bạn sẽ học bồ tát xả thân nuôi hổ là giả mà bạn liền dám bạn cho rằng là thật vậy thì bạn dội vàng lẫn trốn cho nên sợ đến toát mồ hôi làm bạn sợ mà tỉnh dậy mà không biết đó là giả Cho nên cần phải biết Cả thầy thế giới đều là giả Bồ Tát Khi tu Bồ Tát Đạo Tại vì sao có thể cắt thịt nuôi chim Sở thân nuôi hổ vậy Như vậy họ biết là giả Họ biết được đó là Phật sự trong mộng Không chút chướng ngại gì Cũng không chút thống khổ họ cắt thịt không hề đau đớn tại vì sao không có đau đớn vậy giả mà chúng ta cắt thịt tại vì sao đau đớn đến như vậy đây là thật thật thì khổ họ không biết được là giả giả thì không khổ rồi do đây có thể biết đây là quan niệm sai lầm tạo thành hiểu sai hại bạn Chịu khổ oan uổng nhiều năm đến như vậy Đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến nay Chính là bạn chưa giác ngộ Đến chưa biết được chân tướng sự thật Hợp thử nhị tiết Kinh văn quán chi Thị linh tu trì bát nhã giả Vô luận hà chủng cảnh giới Đại tướng tiểu tướng Giai ương bất hoại bất trước Tại vì sao không cần phá hoại nó gì Bởi vì nó là huyễn tướng Cho nên không cần phá hoại Nó là ngay chỗ sanh ra Ngay chỗ diệt tận Căn bản không có tồn tại Nếu bạn nghĩ hết phương cách để phá hoại nó Bạn liền khởi lên vọng niệm Bạn khởi lên chấp trước Bạn đã sanh phiền não Bạn cho rằng Nó có nên dính cái tướng gì thì bạn sai rồi không hoại không dính không không dính không dính có không có hai bên đều không dính liền tương ưng với chân tướng sự thật quan niệm của bạn đời sống của bạn hành vi của bạn hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật tương ưng cũng gọi là xứng tánh đời sống của bạn chính là đại đức xưa thường nói xứng tánh khởi tu toàn tu là tánh bạn vào được cảnh giới này rồi đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ Xem tiếp đoạn phía sau Phía trước là vì chúng ta Không dính tướng cảnh Chính là tướng của cảnh giới Cái đoạn này Ý nghĩa lại sâu Vì chúng ta không dính thân tướng tu bồ đề ư ý dân hạ khả dĩ tam thập nhị tướng kiến như lai bất bất giả thế tôn hạ dị cố như lai thuyết tam thập nhị tướng tức thị vi tướng thì danh tam thập nhị tướng người thế gian ở vào lúc then chốt nhất chỉ cần có thể giữ được thân mạng cái thứ khác đều có thể buông xả Có thể thấy được Cái sinh mạng này xem được rất trọng Không biết được cái thân này cũng là giả Cũng phải nên buông xả Không nên chấp trước Chỗ này cảnh giới phía trước Càng gần hơn một tầng phật rất từ bi không dùng người khác để làm thí dụ chính mình đến hiện thân vì chúng ta nói pháp phật đều không dính vào thân tướng phật không hề sai chúng ta liền nghĩ đến chúng ta chấp trước thân tướng của chúng ta sai rồi chẳng phải phía trước chúng ta đọc qua rồi sao nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Phật không có ngã tướng, Bồ Tát cũng không có ngã tướng. Nếu chúng ta muốn làm Bồ Tát thì cần phải nỗ lực làm đến không ngã tướng. Nếu có ngã tướng chắc chắn là phàm phu, không phải Bồ Tát. phàm phu chính là làm việc sáu cõi luân hồi chúng ta xem tiểu chú như lai tánh thể hiển hiện ứng thân chi tướng giáo hóa đại thiên thế giới vì chúng sanh khai thử bảo tạng giai lịnh hồi quan phản chiếu bất trước nhất thiết tướng nhi tự kiến bổn tánh nhĩ chúng ta xem cái đoạn này trước tiên chúng ta muốn hỏi chư phật bồ tát bao gồm a la hán tại vì sao họ đến cái thế gian này của chúng ta họ vì sao mà đến có phải là họ muốn đến hay không họ có cái năng lực này muốn đến thì đến nếu như họ vẫn có muốn họ là phàm phu họ không phải thánh nhân không những họ không phải là Phật, Bồ Tát, Nghe A La Hán cũng không phải. Các vị phải nên biết A La Hán đã không có tưởng rồi. Họ vì sao mà đến vậy? Hiện tại khoa học phát triển, thí dụ thì dễ dàng, vào lúc trước tìm cái thí dụ này thì thật là rất khó trong nhà bạn có máy truyền hình chỉ cần bạn mở kênh đài ra nhân tướng trong đó liền hiện tiền bạn liền nghe được họ ở trong đó biểu diễn họ nói chuyện ở trong đó bạn có thể đi hỏi họ có phải bạn muốn hiện thân hay không bạn có ý gì hiện thân ở đây bạn sẽ không hỏi họ cái tướng đó cái âm thanh đó trùm khắp mọi một không gian có đúng không mấy truyền hình của bạn đang mở ra họ liền hiện tướng ở đó đem để qua bên đây mở ra hiện tướng ở bên đây cái sóng điện đó cũng giống như pháp thân pháp thân tận hư không khắp pháp giới tướng làm sao hiện vậy chúng sanh có cảm họ liền có ứng cái cảm đó cũng giống như chúng ta mở ra khai ải vậy mở cái nguồn điện vậy chúng ta vừa ấn cái nút liền cảm tướng lập tức hiện ra là ứng chư phật bồ tát đến a la hán thì hiện ở thế gian này là cảm ứng tương thông với chúng sanh họ không có ý niệm họ không có tôi muốn đến không có chúng sanh có cảm họ liền có ứng pháp thân tận hư không khắp pháp giới pháp thân của phật bồ tát tận hư không khắp pháp giới pháp thân của chính chúng ta cũng là tận hư không khắp pháp giới cho nên tùy nơi có cảm tùy nơi có ứng cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn đây là chân tướng cho đến hiện ra cái tướng gì mọi người thì tôi nghĩ đều đã đọc qua phẩm phổ môn phẩm phổ môn bồ tát quán âm có thể làm một thí dụ 32 ứng thân 32 loại ứng thân đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ đáng dùng thân gì không phải phật bồ tát thì ta phải nên hiện một cái thân gì nếu họ có cái ý niệm này điền biến thành phạm phu rồi họ lại có ngã tướng ngã kiến rồi họ không có hoàn toàn là tâm chúng sanh tâm chúng sanh ta là chúng sanh ta không có nghĩ để họ hiện một vị Phật Thì họ làm sao hiện Phật Ta không có nghĩ muốn họ hiện Bồ Tát Thì họ làm sao hiện Bồ Tát Kỳ thật, bạn có cái tưởng Cái tưởng đó của bạn rất vi tế Như bạn chính mình cũng không biết Tư tưởng của chúng ta Quá trì, quá động rồi Ý niệm vi tế chúng ta không biết được Chính mình đều không biết Cái cảm đó hiện tướng Niệm vi tế cảm ra Cho nên Pháp thân tận hư không cấp Pháp giới Cái độ linh mẫn đó cực cao Bạn xem tâm niệm chúng sanh chúng ta Một giây hai cái sanh diệt của mười dạng tám ngàn lần Ý niệm vi tế như vậy có thể cảm Phật Bồ Tát thì năng hiện Tự nhiên hiện đích thực không có ý niệm cái đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta nhất định phải biết được trước khi chưa chứng quả chưa chứng quả chính là trước khi chưa khế nhập vào cái cảnh giới này cái cảnh giới này các vị phải ghi nhớ Chính là pháp giới nhất chân Chính là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn Lại nói với các vị Tường tận hơn một chút Chính là thế giới tây phương cực lạc Nếu như dùng các pháp môn khác Cần phải Tánh tướng viên dung mới có thể khế nhập vào được mới có thể chứng được chúng ta không có cái công phu này không đến được cái cảnh giới này niệm a di đà phật dựa vào bổn nguyện của phật tiếp dẫn chúng ta cũng có thể đi được cách đi này chỉ có một pháp môn này phía trước đã nói qua với các vị rồi Ngoài pháp môn niệm Phật Tiếp dẫn của tịnh độ ra Không có pháp môn thứ hai Bao gồm tất cả pháp môn khác Đều cần phải tánh tướng tương dung Vì thì đây là nói rõ Phật Bồ Tát những thánh hiền này ứng thân hóa thân hiện ở cái thế gian này làm sao mà đến họ hiện cái thân này họ khởi tác dụng rồi giáo hóa đại thiên thế giới bao gồm tất cả chúng sanh liền khởi lên cái tác dụng này vì thì giáo hóa Họ phải thị hiện động tác Họ phải thị hiện ngôn ngữ Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo Cái này chúng ta tỉnh lược Không cần phải nói từng việc từng việc Ở mở đầu của bổn kinh Vì chúng ta thị hiện Đắp y trì bát vào thành xá vệ khất thực Ở ngay trong phẩm Phổ hiền hạnh nguyện Trên Kinh Hoa Nghiêm Phẩm phổ hiền hạnh nguyện Có 40 quyển Kinh văn Các vị đều biết Thiền tại Đồng Tử 53 Tham 53 Tham chính là trong phẩm phổ hiền 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ Vì chúng ta thì hiện Các ngành các nghề Nam nữ già trẻ Làm ra tấm gương cho chúng ta Trải qua ngày tháng thế nào Làm việc thế nào Làm thế nào đối nhân sự thế Tiếp vật Họ không chỉ nói cho chúng ta Còn làm ra tấm gương cho chúng ta xem họ có khởi tâm đồng niệm hay không gì xin nói với các vị thực tế không khởi tâm cũng không có đồng niệm họ đó là nói mà không nói làm mà không làm làm cùng không làm là một nói cùng không nói là một một thì liền vào pháp giới rồi ngày nay chúng ta làm cùng không làm là hai hai sự việc Nói cũng không nói cũng là hai Không phải một Cho nên chúng ta không vào được cảnh giới Giải thoát Không thể nghĩ bàn Đến lúc nào Cái ý niệm hai này của chúng ta không còn Vậy thì chúc mừng bạn liền có thể giàu rồi Thực tế cái vọng tưởng hai này không đoạn được phải mau niệm a di đà phật ngoài con đường này ra không có con đường thứ hai có thể đi cầu a di đà phật giúp đỡ lúc lâm chung đến tiếp dẫn chúng ta đây là nói rõ bao gồm tất cả chư phật thánh hiện vì chúng ta nói pháp phải ghi nhớ người ta là nói mà không nói không nói mà nói cho nên gọi xứng tánh mà nói từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra ngôn ngữ văn tự tuyệt đối không có ý nghĩa vì nay chúng ta học phật đến học phật kinh cái chữ này là ý gì câu này nói thế nào nói với các vị toàn là nói sai vì sao vậy nó căn bản không có ý nghĩa làm sao bạn có thể đem nó tùy tiện cho ý nghĩa vào tôi nói thành thật với mọi người lời chân thật rất ít người hiểu còn có không ít người cho rằng tôi lừa mọi người ông đã đọc không ít kinh nghiên cứu không ít ông rất biết giảng kinh đại khái ông sợ tôi biết giảng ông bảo tôi không nên nghĩ không nên đi nghiên cứu ông đến gạt tôi thật có người có cách nghĩ như vậy tôi thật đã gặp qua có quan uổng hay không nói lời chân thật với họ họ hiểu lầm nếu như tôi muốn gạt bạn hại bạn vì thì nói kinh đó cố gắng nghiên cứu ra tra tư liệu nhiều Đó là giữ cái tâm hại bản Vì sao vậy? Bạn vĩnh viễn rơi vào trong thức thứ sáu Bạn không thể kiến tánh Cho nên các vị nhất định phải biết Kinh không có ý Bởi vì không có ý Cho nên một kinh thông Tất cả kinh thông Nếu có ý thì bạn có thể thông được không Đến lúc nào ở trong kinh không có ý nào đó gọi là gì trí huệ khai rồi căn bản trí khai rồi bát nhã vô tri sau khi bạn đạt được vô tri khi bạn khởi tác dụng là không gì không biết chúng ta học kinh ngày nay chúng ta không giống như người xưa người xưa học một bộ kinh bắt tay vào một bộ kinh bạn lại một vị thầy giáo sư truyền cho bạn một bộ sách bộ kinh nào vậy các tông phái không giống nhau hiền thủ hoa nghiêm tông nhất định cho bạn bộ kinh hoa nghiêm bảo bạn đi học thiên thai nhất định đưa cho bạn bộ kinh pháp hoa bảo bạn đi đọc không hề giảng chính là bảo bạn đọc bảo bạn đọc thuộc lòng có ý gì không không có ý gì nghe nghe đọc Đọc đến thuần thuộc rồi Đọc đến trong lòng ý nghĩa gì cũng đều không có Vì thì công phu chính mùi rồi Đọc đến trong tâm không có bất cứ thứ gì Sư phụ mới giảng cho bạn nghe một đoạn, hai đoạn hóa nhiên đại ngộ Vì thì khai ngộ rồi Sau khi vừa khai ngộ không cần giảng Thấy đều thông rồi Nếu bạn có cái ý này mà nói mười phương tất cả chư phật đến giảng kinh này cho bạn bạn cũng không thể khai ngộ tại vì sao bạn không thể khai ngộ tại vì bạn có vọng tưởng chấp trước đang ngăn trở học phật không gì khác chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đem đó niệm tiêu hết đọc kinh là một phương pháp chính là tu định ngồi tĩnh tọa là tu định niệm phật là tu định trì chú là tu định Đọc kinh là tu định Dùng cái phương pháp này tu định Tu tâm thanh tịnh Đạo lý chính ngay chỗ này Đây đều là nói lời chân thật với bạn Cho nên từ trên một bộ kinh khai ngộ Tất cả kinh đều quán không Không chỉ Phật Pháp quán thông Thế gian tất cả Pháp cũng thông Thế xuất thế gian Pháp đều thông Do nguyên nhân gì vậy Đều là tự tánh lưu lộ ra Bạn đã kiến tánh rồi Làm gì không thông đạt Bao gồm tất cả huyễn tướng Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Bao gồm Phật nói kinh cũng là tướng Cũng là một vọng tướng Nhân duyên sanh ra pháp Thấy đều là tự tánh biến hiện ra Thấy được tánh rồi Làm gì mà không thông đạt Đạo lý chính ngay chỗ này Chỉ cần lão thật niệm thì tốt Không nên đi khởi vọng tưởng Vừa khởi vọng tưởng thì hỏng rồi Cho rằng Phật có ý gì Phật không có bất cứ ý gì Cho nên chỉ cần bạn chân thật Tường tận thông đạt rồi Kinh điển để ở trên bàn Bạn mang đi giảng Bạn xem qua phía dưới Phía dưới là người thì nói tiếng người với họ, phía dưới là quỷ thì nói tiếng quỷ với họ. Tiếng người, tiếng quỷ đều là trên kinh nói. Bởi vì nó không có ý, trong nó liền hàm chứa vô lượng nghĩa. Cho nên chúng sanh chính pháp giới mở bộ kinh ra đều có thể nói pháp với họ, đều khế cơ, họ nghe rồi đều được thọ dụng, đều được lợi ích. Nếu một ý nghĩa thì không thể có ý nghĩa thứ hai Các vị phải tường tận cái đạo lý này Đặc biệt là đồng tu các vị phát tâm học giảng kinh Các vị xem qua chú giải của Đại Đức xưa Luôn luôn một bộ kinh có mấy chục loại chú giải Kinh vô lượng thọ 30 loại chú giải Kinh Lăng nghiêm cùng kinh Kim Cang hơn một trăm loại chú giải, hơn một trăm loại chú giải thì có hơn một trăm loại ý nghĩa, ý nghĩa đó đều đúng. Cho nên Thế Tôn từ bi, sợ người sau chúng ta đi sai đường, trước khi nhập diệt truyền cho chúng ta tứ y pháp y pháp bất y nhân pháp là gì kinh chúng ta phải y cái này kinh không có ý nghĩa không có ý nghĩa mới là chân thật nương tựa có ý nghĩa thì không đáng tin có ý nghĩa là phàm phu có ý nghĩa chính là có vọng tưởng có phân biệt có chấp trước loại người này không đáng tin không nương tựa phải tìm một cái không có ý nghĩa không có vọng tưởng không có phân biệt chấp trước vì thì mới đáng tin cậy Họ mới có thể Giáo hóa chúng sanh Chính Pháp giới Không chỉ Phật Pháp Phải ngộ lúc trước giáo học của pháp thế gian cũng chú trọng ở ngộ trường học hiện đại tôi không biết tôi lúc nhỏ đi học ở trường chúng tôi nghe lão sư theo lão sư ở nơi đó nói chuyện một học trò nào đó ngộ tánh rất cao chúng tôi còn nghe được cái cách nói này lão sư rất chú trọng ngộ tánh của học trò cho nên phương pháp giáo học làm thế nào khải phát ngộ tánh của họ lúc trước mục đích giáo học ở ngay chỗ này dẫn dắt bạn khai ngộ khai ngộ là trí huệ không phải dạy bạn đi Ghi nhớ một số thường thức Những thứ đó nhớ được nhiều hơn Thấy được nhiều hơn Đọc được nhiều hơn Không ít gì Nhà nho Ở trong học ký Lễ ký Nó được rất hay Ký vấn chi học Bất túc dĩ vi nhân sư là một lão sư dạy học trò Trí huệ bạn chưa khai Bạn đọc được rất nhiều Nhớ được rất nhiều Như người khác giảng được rất nhiều Những thứ này Bạn đem ra dạy học trò Đây là sai lầm vậy thì không được Nhất định phải chính mình có chỗ ngộ Chính mình có kiến địa Chưa đại khai viên dạy Chưa viên ngộ triệt để Đây là ngộ được một phần Bộ phận đó bạn là thật đã thấy được. Vậy mới là mục tiêu chân thật của giáo học. Chúng ta xem phía sau. Vì chúng sanh khai thử bảo tạng, câu nói này rất khẩn yếu. Bảo tạng là cái gì? Bảo tạng là tự tánh của chúng sanh. cho nên phật bồ tát giáo hóa chúng sanh phật bồ tát không có gì cho chúng sanh nếu phật bồ tát nói ta có thứ có thể truyền thụ cho con đó là yêu ma quỷ quái đó không phải là phật bồ tát thật phật bồ tát thật ta không có thứ gì để cho con bạn được là trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ Phật Bồ Tát vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Dẫn dắt chúng ta khai phát tự tánh. Khai thử bảo tạng, thử này là chỉ chúng sanh. Là chúng sanh vốn có bảo tạng. Vốn có Phật tánh. Vốn có tự tánh. Lục tổ Huệ năng Thiền tông là một điển hình rất tốt. Ngài ở Hoàng Mai, ngũ tổ Hòa thượng nhẫn giảng kinh Kim Cang cho ngài nghe, dẫn đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền khai ngộ. Hòa thượng nhẫn cho ngài thứ gì? Không có thứ gì. Ngày chính mình giác ngộ Sau khi ngộ rồi Ngày hướng đến Hòa Thượng Nhẫn Báo cáo tâm đắc của Ngài Chỗ ngộ của Ngài Nào ngờ tự tánh Vốn dĩ thanh tịnh Ý nghĩa vốn dĩ thanh tịnh Chính là nói Ta hiện tại đang làm phòng phu là thanh tịnh Xem thấy súc sanh Tự tánh của súc sanh là thanh tịnh Xem thấy ngạ quỷ Tự tánh của ngạ quỷ cũng thanh tịnh Xem qua A tỳ địa ngục Chúng sanh A tỳ địa ngục tự tánh vẫn là thanh tịnh Không có ô nhiễm Vốn dĩ thanh tịnh Có thể thấy được ô nhiễm không phải thật Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là mê là không giác không giác thì nhiễm gọi là ô nhiễm không giác thì gọi mê trong khởi tính luận bồ tát mã minh nói với chúng ta bổn giác vốn có bất giác vốn không vốn dĩ không hiện tại có hay không hiện tại cũng không có nếu như bạn biết được hiện tại cũng không có mà khai ngộ rồi không được hiện tại có hiện tại có vậy là bạn đang mê bạn chưa ngộ bạn nhất định phải biết mê không phải thật trong tự tánh vốn dĩ không có mê hiện tại cũng không mê tương lai vĩnh viễn đều không mê bạn phải hiểu rõ cái sự thật này ở nơi đây xây dựng tính tâm liền có khả năng khai ngộ đến lúc nào thì khai ngộ vậy mê ngộ là một mê ngộ không hai như phía trước đã nói nói cùng không nói là một không phải hai mê cùng giác ngộ là một không phải hai liền khai ngộ rồi đây mê là mê giác ngộ là giác ngộ hai sự việc bạn đang mê bạn chưa ngộ trong miệng tuy là nói giác ngộ trong tâm vẫn là mê hoặc điên đảo chưa có ngộ cho nên chư phật bồ tát thiện tri thức giúp đỡ chúng ta Ngài có phương tiện khéo léo Giúp chúng ta chính mình Minh tâm kiến tánh Phương pháp rất nhiều Cho nên tám dạng bốn ngàn pháp môn Một khế cơ Thì thành công rồi giai linh hồi quang phản chiếu bao gồm tất cả pháp môn luôn không ngoài cái nguyên tắc này cẩn dịch viên đạn cư sĩ vọng tay cư sĩ vọng tay cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật